người. Và hôm nay kênh Bonsai Rẻ lại tiếp tục chương trình giao lưu với mọi người. Cô Xanh Nam Điền này, Xanh Nam Điền bám đá này, Xanh Nam Điền ôm tượng này. Đây, mỗi cây sẽ được ghi mã số và giá cả rõ ràng công khai. Thì mọi người mua cây bằng cách nhắn tin qua số Zalo hoặc gọi điện qua số điện thoại ở trên góc màn hình. Cây sẽ được vận chuyển qua dịch vụ cây cảnh của bên Viettel, đóng vào những cái thùng như thế này, gửi tận nhà mọi người. Xem đúng cây đúng hàng thì mình thanh toán cho em. Thế thì bây giờ sẽ quay chi tiết và báo giá từng cây cho mọi người. Mã đầu tiên là một cây lộc vừng nhé mọi người. Lộc vừng cao khoảng 40cm tổng thể. Vanh của nó được 32. Củ bệ rất đẹp, tịt lì xuống đây. Hàng có bầu đất này. Thế thì tay cành đã hoàn chỉnh rồi. Hàng này mọi người về để bàn được này, hoặc là đem thả nước cũng được. Cũng bán rất là nhiều mẫu lộc vừng cho mọi người rồi. Giá là 450.000 bao phí ship. Cây có đường thân lắc rất là dẻo nhé. Tay cút cắt ra này, hoàn chỉnh hết rồi. Đều cả bốn mặt. Này kéo lên này. Đấy. Đang ra lộc ở đầu đỏ chót đây. F1 là 450.000 bao phí ship cây lộc vừng để bàn. Theo là mã F2. F2 đây là một phôi Xanh Nam Điền mọi người nhé. Giao lưu mọi người là 560.000. Mọi người có thể so sánh độ to của nó với lon coke. Đây là đường thân của nó đây. Chân bệ nhé. Thế thì cái cây này, cái phôi này định hướng là làm một cái phôi nhiều đầu. Đây ra ba cái đầu lên này. Mọi người có thể làm kiểu ba vai cũng được. Hoặc là mọi người nuôi những cái cút để nó to lên thì làm thành cây 5 đầu. Đấy. Những cái phôi đơn giản kiểu này thì mình chỉ nuôi cái cút nó to lên rồi mình cắt đi, mình nuôi thành những cái đầu lên thôi. Đấy, theo hướng này, đây một cái này, hai cái này, ba cái này. Đấy, làm sao mà lấy được những cái mầm ở những cái điểm này để nó kéo những cái thẹo này thì nó đẹp. Đấy. Thế mọi người làm theo hướng nào cũng được. Phôi F2 là 560.000 bao phí ship cho mọi người. Phôi Nam Điền xịn nhá. Và tiếp theo là một phôi Xanh Nam Điền mọi người nhé. F3 phôi này giao lưu mọi người là 700.000 em bao phí ship. Mọi người thấy đây là một phôi rất là to, so với lon coca thì nó to hơn. Làm theo kiểu ba vai rồi nhé. Đây đường chân bệ này, cút rất là to này, kéo xong rồi này. Bên này nữa này. Đây bông nhé, bông này kéo về phía sau nhé. Đây ngọn lắc về phía trước này. Bông đệm phía sau này. Đấy. Đây các mặt của nó. Cái cây nó hơi bay bay ở phía này một tí. Thế thì những cái cút mà em đã định hướng sẵn như này này. Đây ra đây cắt chuyển cái này. Thì DJ này là để định hướng cho mọi người. Thì nếu mà mọi người muốn cây này nó kỹ nó đẹp ấy, thì mọi người cắt chuyển cho nó thêm hai nhịp nữa này, hai lần cắt chuyển như thế này nữa thì cây của mình nó vừa có độ mềm dẻo, nó vừa có độ côn. Tóm lại thì đây cũng là một cây rất là cơ bản thôi, không có lỗi lập gì cả, rất là to. Hàng nuôi thì mình lên cái hàng cận cỡ trung đấy. Mình mọi người về thả ra mấy nhá. Thế khá là to đấy. F3 700.000 thôi, bao phí ship cho mọi người. Tiếp theo là phôi Xanh Nam Điền mọi người nhé. Mã F5. Giá này cũng là 700.000 em bao phí ship cho mọi người. Một cây
làm theo kiểu ba vai, rất là cơ bản. Đường thân mạch lạc, chân bệ bệt mặt sau, tay cút thì khá là to, cổ ngọn cũng kéo gần xong rồi đây, thì cũng tương tự những cái trước. Thì đây bông, đây bông, đây mặt sau này, bông đệm này, ngọn này, trước này. Đấy, thì những cái cút này mọi người mua nhanh thì mọi người làm vẽ ra luôn, nhưng mà để kỹ thì mọi người cắt truyền thêm cho nó cái nhịp nữa, cắt để giữ những lấy cái đường co này, nó đợi mọc ra lại cắt tiếp. Thì cây của mình nó sẽ đẹp, nó ra tiền hơn. S5 cho mọi người nhé, một cây phôi ba vai rất là cơ bản. Mọi người mua cây của em nhiều chắc là biết rồi, không cần phải giới thiệu quá nhiều nữa. 700.000 bao phí ship. À, tiếp theo vẫn là một phôi xanh Nam Điền rất là nghệ thuật. Thì cái phôi này cũng là một cái phôi khá là to nhé mọi người. Này là em F6, F6 có giá là 750.000 bao phí ship cho mọi người nhé. Đây là một cây khá là to cao, hàng tiệm cận cỡ trung, cao đến khoảng 40 cm. Thì mọi người nhìn kỹ cây này nhá, cây này có đường dáng rất là dẻo, dáng cây này nó lắc rất là dẻo. Cái cây này mọi người chỉ cần về thả nó bập bập ra tí thôi này. Tay cút cũng rất là dẻo này, đi ra cái này để lấy độ mềm nhá, không ra đây cắt chuyền nhá. Cái ra ngoài này mọi người lại cắt chuyền thêm 1-2 nhịp nữa này, tay này này, cái này này, cổ ngọn này, đấy, cổ ngọn này kéo xong rồi. Cây thì những cái cây này thì mọi người chỉ cần về nuôi cho nó mập mạp thêm thôi, nó to thêm ra thôi, nó không có sẹo xước gì nhiều này, những sẹo là nó kéo rất là đẹp, còn xong hết rồi. Rồi xem cái dáng của cây nhé, rồi cái phần chân bệ này, đấy, cây nó cũng có bệ rất là bệt. Rồi cây này là một cây rất là nghệ thuật nhé mọi người nhé. Cứ những cái cây ba vai như thế này thì tất nhiên là bây giờ là đương đại thì mọi người cũng rất là thích rồi, nhưng mà mình chơi cây nó phải đa dạng dáng thế, nên là những cây mà nó đẹp như này này rất là ít thôi. Mọi người bổ sung thêm vào cái bộ sưu tập của mình nhé. Cây rất là hoàn chỉnh đấy, không có lỗi lầm gì đâu. F6 nha mọi người nhá, hàng khá to đấy, so sánh với những cây kia mọi người có thể thấy ngay cây to cao đấy. Mã tiếp theo là mã F8. F8 giao lưu là 960.000 em bao phí ship. Thì nó dáng dấp nó cũng tựa tựa như cây F6 vừa rồi, nhưng mà nó là hàng ôm tượng hai ông tiên ngồi đánh cờ. Mọi người có thể thấy là đường thân của cây rất là mạch lạc này, rất là da khá là săn, để ôm chặt vào ông tượng này rồi. Hàng này là hàng mình chơi cái dáng của nó nhé mọi người nhé. Tay bông thì là mình đi kẽm kéo xương. Đấy, ra bông tàn, mọi người thấy bông tàn của cây khá là hoàn chỉnh rồi. Ra những cái chi này lá lộc để xanh mướt rồi. Cái dòng Nam Điền này lúc mà mình làm chi răm, những cái chi răm nhỏ nhỏ ấy, sau khi mọi người tháo dây mọi người làm chi răm cho nó ấy, thì nó không bị bỏ chi, mình rất là thích những ưu điểm của dòng xanh Nam Điền này. Mã F8 là 960.000, cây xanh Nam Điền ôm tượng. Thì cái chiều cao này của nó này từ mặt này lên đỉnh này là 50 cm mọi người nhé, tàn ngang này là 45. Mọi người chơi kiểu luôn, đẹp luôn, hoàn chỉnh luôn, không cần phải làm, không cần phải cắt sửa gì nhiều, thì mọi người lấy cái này F8 960.000 em bao phí ship. Rồi, mã tiếp theo là mã F9, một cây xanh Nam Điền ôm tiểu cảnh giả đá, giá là 960.000 em bao phí ship. Thì như trên hình mọi người thấy là cây thân quằn quại, dễ ôm kín hòn đá luôn, kín bốn mặt luôn. Đây chiều cao của cây cũng khoảng 40 cm.
cây làm kiểu bông bay nhá mọi người nhá, một tàn này, trực này với kiểu bông hoành bay này, ôm đá rất là quằn quại. Thì những cái cây này mọi người về chơi luôn, kéo xương đi hết rồi đây, đi dây về, dây cũng để tháo được rồi, đang lên mầm xanh rồi đây. Mọi người có thể phối vào tiểu cảnh của hồ cá non bộ của mình cho những cái này nó bay bay xuống rất là đẹp. Cây này cũng chiều cao có 40 cm thôi. Tiếp theo mời mọi người tới mã F10. F10 cũng là một cây xanh Nam Điền, ôm tiểu cảnh giả đá kiểu dáng làng. Dòng đi kẽm kéo xương, bông tàn đầy đủ. Mọi người về có thể tháo dây ra, hàng ngày dùng cái kéo tỉa, bấm tỉa cho đó. Thì mọi người thấy là cây ôm rất là lâu rồi này, nó bệt vào đá này, dễ chảy xuống này, có chân này, đấy, cuộn này, đây, dễ chảy hết đây. Đây là cái bầu của nó đấy, như mọi người nhé. Đấy. Thân thì rất là bệt, ôm kín hoàn đá luôn. Đấy, quay từ trên cao xuống thì mọi người thấy rõ cái tàn của nó, tàn của nó rất là hoàn chỉnh rồi. Bông rất là nhiều vậy nhưng mà mọi người vẫn nhìn rõ đường thân rất là mạch lạc nhé mọi người nhé. Bông không bị rối. F10 là 960.000 bao phí ship cho mọi người. Thế là đây cũng là cái cây cuối cùng của cái clip ngày hôm nay. Mọi người cảm thấy ưng ý cây nào thì nhắn tin hoặc gọi điện cho em. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.